Kỷ nguyên AI đã bắt đầu tại Aiva Group. Chúng tôi dẫn đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện cuộc sống và năng suất công việc của mọi người. Chúng tôi tự hào giới thiệu Aiva, trợ lý trí tuệ nhân tạo tiên tiến, một sáng kiến mang tính đột phá. Với Aiva, dù bạn là ai, bạn đều có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng năng suất làm việc lên tới 3 lần, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa chi phí cho các hoạt động kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Với đội ngũ chuyên gia hơn 50 thành viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi tự hào cung cấp các khóa học tín dụng AI vào công nghệ trong kinh doanh và cuộc sống. Diễn giả Cao Xuân Hoài Vương, Chủ tịch Aiva Group, một trong những chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ChatGPT, người sáng tạo ra Aiva, giải pháp trợ lý ảo toàn diện, thành công đào tạo và giúp đỡ hơn 3.000 chuyên gia trên cả nước biết cách đóng gói tri thức, lan tỏa cho hàng ngàn người, điều hành và phát triển công ty doanh thu triệu đô với gần 100 nhân viên. Diễn giả tự hào nhận được nhiều giải thưởng danh giá, Top 10 Startup Việt do báo VnExpress bình chọn 2017, Giải thưởng Sao Khuê 2019 cho doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Với tầm nhìn là trở thành trung tâm đào tạo AI hàng đầu Việt Nam và khu vực, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ, chúng tôi cam kết mang đến kiến thức và kỹ năng cần thiết để bạn tự tin khám phá tiềm năng của công nghệ này, chinh phục tương lai và vươn tầm thế giới.